Mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh của Cốt Bánh Tre Cuộc Sống Thôn Quê. Hôm nay em sẽ làm món xôi ngũ sắc. Với công thức này cho ra những mẻ xôi mềm dẻo và thơm ngon. Và tất cả mình dùng ở đây là màu sắc hương tự nhiên luôn nha, mình không có dùng phẩm màu gì ha. Với công thức này bánh của mình rất là thơm ngon và béo dẻo, và cái màu tự nhiên thì rất là đẹp mắt luôn. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và làm để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè mình nha. Về nguyên liệu thì ở đây mình chuẩn bị 500g nếp. 500g nếp thì mình dùng cho 5 màu ha. Và một ít lá cẩm. Lá cẩm này một lát mình sẽ nấu, mình lấy cái màu nước của nó nha. Và đây là lá cẩm thái ha. Và một ít lá dứa. Lá dứa này mình sẽ xay nhuyễn ra, mình lấy phần nước. Và đây là hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này thì mình đã phơi khô rồi ha. Nếu mà quý anh chị và các bạn có hoa tươi á, thì mình dùng hoa tươi cũng được. Và một quả gấc. Quả gấc này thì mình cũng mới hái trên cây xuống luôn nha. Cuốn còn rất là tươi luôn ha. Và ở bên trong quả gấc có những cái hạt màu đỏ nè. Cái hạt màu đỏ này thì mình lấy mình tạo màu cho xôi rất là đẹp luôn á. Và đây là tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi đó. Một mẻ xôi ngũ sắc 5 màu. Và ở đây thì có màu trắng nữa, mình không có quay ở đây ha. 4 màu: lá dứa, lá cẩm, quả gấc và hoa đậu biếc. Bây giờ thì mình sẽ bắt nước sôi lên và mình nấu cái phần lá cẩm này nha. Mình sẽ nấu cái phần lá cẩm này cho nó ra màu để mình lấy cái phần tinh chất màu của nó ha. Và lá cẩm này mình nấu nó cũng mau ra màu lắm. Mình nấu khoảng 10 phút á thì nó ra màu đỏ đậm luôn, rất là đẹp luôn á. Sau đó thì mình sẽ chắc ra lấy nước nha. Và tiếp theo là mình sẽ ngâm hoa đậu biếc. Mình sẽ cho nước sôi vào mình ngâm luôn ha. Và quý anh chị và các bạn nào mà có hoa đậu biếc tươi á, thì mình ngâm cái màu nó sẽ đậm và đẹp hơn là hoa khô nha. Mình ngâm ở đây khoảng 15 phút á, để cho nó ra màu đậm ha. Sau đó mình sẽ vớt bỏ cái phần xác khô này đi. Và lá dứa thì mình cũng xay nhuyễn ra, mình lấy cái phần nước cốt lá dứa. Và mỗi phần ở đây thì mình chuẩn bị khoảng 300ml nước là được nha. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái hộp quả gấc này ra nha. Nhìn cái màu đỏ ao rất là đẹp luôn. Quả gấc này cái hộp bên trong nó chín rất là mềm luôn á. Mình chỉ cần mình lấy nhẹ thôi là cái phần cơm quả gấc nó tróc ra hết luôn rồi. Mình bóc nhẹ ra như thế này nè. Ở bên trong nó sẽ có cái hộp màu đen rất là cứng luôn. Mình sẽ bỏ cái hộp này đi. Mình chỉ lấy cái phần cơm thôi ha. Và một quả gấc như thế này thì mình có thể xôi được rất là nhiều luôn á. Được mấy ký xôi luôn á. Mình sẽ tách ra hết. Mình làm không hết thì mình sẽ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh mình bảo quản. Khi nào mình cần dùng thì mình lấy ra mình rã đông thì mình làm được nha. Và đây là cái phần cơm quả gấc mình đã tách ra hết rồi nè. Và cái phần tinh chất màu mình đã chuẩn bị xong rồi đó. Bây giờ mỗi màu mình sẽ cho vào 100g nếp. Mình làm ở đây là 500g nếp thì mình làm 4 màu. 4 màu ở đây là mỗi màu 100g và một màu trắng 100g nữa là 500g ha. Mình bỏ hết nếp vào đây và mình ngâm. Mình ngâm từ 7 đến 8 tiếng để cho cái màu nó lên đậm và đẹp hơn. Quý anh chị có thể ngâm thời gian 3-4 tiếng cũng được. Nhưng mà cái màu xôi của mình nó lên sẽ không đậm và đẹp bằng nha. Mình ngâm càng lâu thì cái màu xôi của mình nó lên đậm, nó đẹp mắt hơn. Và cái phần quả gấc thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh đến 2 muỗng canh vào mình trộn nha. Mình trộn khi mà thấy nếp nó sền sệt, nó thấm màu như vậy là được. Mình cũng đừng nên cho nhiều quá thì cái màu gấc nó sẽ bị tối á. Nó không có sáng, khi mà mình hấp lên thì nó sẽ không có được đẹp mắt. Và những cái tép quả gấc nó còn ở trong nếp nè, mình không cần phải lấy ra đâu ha. Khi mà mình hấp thì nó tự bung ra thôi. Và sau 8 tiếng á, các hạt nếp của mình đã ngâm nó lên màu rồi nè. Đây là màu lá cẩm ha, nó lên màu tím rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ chắc bỏ cái phần nước ra và để cho cái phần nếp nó hơi khô ráo một chút.
Và đây là màu lá dứa, mình cũng chắc bỏ cái phần nước này ra. Và đây là màu hoa đậu biếc nè. Mình cũng bỏ phần nước này đi và để cho nếp của mình được khô ráo. Và cái phần màu trắng này thì mình cũng ngâm với nước lọc từ 7 đến 8 tiếng luôn ha, để cho nó mềm, mình nấu cho nó mau chín nha. Và mình sẽ đi nấu nước cốt dừa nha. Mình sẽ cho vào đây 1 lít nước cốt dừa và mình sẽ nấu với lửa vừa. Và mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối nữa để cho nước cốt của mình nó được đậm đà. Thay vì quý anh chị và các bạn làm nước dừa tươi á, thì mình thắng nước dừa lên như thế này á, thì cái phần xôi của mình nó sẽ béo, thơm và ngon hơn nha. Mình nấu cho nước cốt dừa nó sôi lên như thế này nè, cái phần cốt dừa nó nổi lên phía trên bề mặt á. Để một lát nữa mình lấy cái phần nước cốt ở trên bề mặt mình làm sôi thì sẽ rất là béo và thơm ngon luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nếp vào nồi để chuẩn bị hấp ha. Ở đây thì mình có lót lá dứa để cho nó thơm nha. Mình sẽ cho vào nồi này 5 màu, mình chia thành 5 màu, 5 ngăn ha. Và mình sẽ cho vào từng màu ở đây mình hấp. Quý anh chị và các bạn có thể trộn chung mình hấp luôn một lần cũng được. Nhưng mà mình chia ra từng màu như thế này á, để cho nó đẹp mắt nha. Mình sẽ chừa cái lỗ chính giữa để cho nó thoáng khí và nó thông hơi nha. Và mình sẽ bắt lên một nồi nước sôi và cho lá dứa vào bên trong nồi nước này luôn, để cho cái phần hơi nước nó bốc lên, nó thơm cái phần sôi của mình. Mình đậy nắp lại mình nấu. Khi mà nước sôi rồi á, mình sẽ cho cái phần nếp lên mình hấp nha. Và mình hấp ở đây với lửa vừa trong khoảng 30 phút ha. Và sau 30 phút á, thì mình kiểm tra xem sôi của mình đã chín chưa nha. Mình sẽ thử một hạt sôi lên nè. Mình bóp thấy nó mềm dẻo như thế này là chín rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi vớt cái phần nước cốt dừa để mình cho vào ha. Và bây giờ thì mình sẽ vớt và chỉ lấy cái phần nước cốt dừa nó nổi lên phía trên bề mặt thôi ha. Phần nước cốt dừa như thế này rất là béo luôn á. Và mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh đường cát nữa, để cho xôi của mình sau khi làm xong á, ăn có vị béo béo ngọt ngọt ha. Sau đó thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào xôi và mình trộn đều lên. Một phần xôi như thế này á, thì mình cho khoảng từ 1 đến 1 giá rưỡi nước cốt dừa. Mình trộn đều lên để cho xôi và nước cốt dừa nó thấm đều á, thì giúp xôi của mình nó mới béo và nó thơm ngon hơn nha. Và mình sẽ cho vào lần lượt cho đến khi hết các màu còn lại luôn ha. Và mình sẽ trộn đều lên, sau đó mình sẽ hấp thêm khoảng 10 phút nữa để cho cái phần nước cốt dừa và xôi nó thấm đều với nhau nha. Và trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị muối mè, đậu phộng để ăn với xôi nha. Đậu phộng này thì mình sẽ đập dập dập ra cho nó bể ha. Và cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê mè. Mè này thì mình cũng đã rang lên để cho nó thơm. Và 1 muỗng cà phê muối. Và 1 muỗng canh đường cát. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm dừa nạo nữa nè. Dừa này là dừa cải cứng á, mình sẽ ăn chung với xôi nha. Bây giờ thì mình sẽ mix các hạt xôi lại với nhau cho nó đẹp mắt ha. Mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn lên như thế này nè, để cho xôi của mình á, nhìn nó màu sắc nó sặc sỡ và nó đẹp mắt hơn. Và đây thì người ta còn gọi là xôi ngũ sắc á quý anh chị và các bạn. Nó có 5 màu nha. Mình sẽ trộn đều lên để cho nó đẹp ha.
Sau đó thì mình sẽ rắc dừa lên phía trên nè. Ở đây thì mình dùng dừa cải cứng á, là nó không có khô quá và ăn nó rất là ngon, mềm và béo nữa. Sau đó mình sẽ cho cái phần muối mè đậu phộng lên. Và xôi của mình sau khi làm xong rất là dẻo, béo và mềm nữa, thơm cái mùi thơm của nước cốt dừa nè, béo của đậu phộng và cái phần dừa nạo phía trên nữa. Và xôi này thì mình có thể dùng ăn sáng thì rất là hợp lý luôn á. Mình ăn buổi sáng, ăn nhẹ và ăn vặt, ăn chơi đều được. Nếu có thời gian thì quý anh chị và các bạn nhớ làm để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè mình nha. Giờ thì em xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các video sau.